Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung để cái gì cho anh em nắm bắt thêm về cái việc mà chế độ ăn cho chim bồ câu như nào để chim bồ câu nhanh đẻ nha anh em. Thì cái việc chim bồ câu nhanh đẻ thì nó sẽ quyết định đến rất nhiều cái việc mà anh em nuôi chim bồ câu nó có thành công hay không. Tại vì ngoài những cái chi phí về đầu tư chuồng trại, chi phí đầu tư về con giống, chi phí về nguồn thức ăn thì anh em phải bỏ ra cũng khá là nhiều. Và cả chim bồ câu mà khi mà nó đẻ ra thì anh em mới có lợi nhuận. Chim bồ câu nó đẻ anh em bán chim bồ câu ra ràng thì nó có lợi nhuận. Thì chính vì vậy mình lấy một cái ví dụ đi. Thay vì con chim bồ câu tầm khoảng 6 tháng mới đẻ thì mình cho nó ăn chế độ làm sao để 5 tháng nó đã đẻ rồi. Thì bây giờ mình chia sẻ cho anh em luôn. Có rất nhiều những anh em nuôi chim bồ câu mà mãi không thấy đẻ. Cái điều đó là có anh em nhé. Có nhiều anh em nuôi chim bồ câu mà tháng thứ 7, tháng thứ 8 mà vẫn không thấy nó đẻ. Thì nhiều anh em thì không biết phải làm như thế nào. Nhiều anh em thì lại nghĩ đó là mình đã mua phải hai con trống. Anh em cứ nghĩ là mình đã mua phải hai con trống. Chứ nếu mà anh em mua phải hai con mái thì nó đã đẻ 4 trứng, đúng không ạ? Nó đẻ 4 trứng. Thì đây anh em có thể thấy chim bồ câu ở trại của mình là đang đẻ hết rồi. Đang đẻ vài trăm con hết rồi. Anh em có thể thấy chim bồ câu ra làng rất là nhiều. Anh em có thể thấy con chim nào? Đây cặp này là siêu to đó anh em này. Đây chim bồ câu ra làng siêu to anh em này. Con này anh em thấy cái diều của nó không? Bố mẹ nó cho nó ăn bằng sữa hiều đấy, siêu to không? Đấy, nhìn rất là thích. Và để có được những cái cặp chất lượng như thế này thì anh em phải cho nó ăn chế độ như thế nào? Thì bây giờ mình quay lại cái vị trí cũ của mình để cho anh em xem luôn. Đây, ở dưới chân mình đây anh em nhé. Chân mình đây là cám và bắp. Thì bây giờ chế độ cho nó ăn như thế nào là hợp lý để chim bồ câu nhanh đẻ. Thì không biết là anh em có nhớ không, nhưng mà ở cái các nội dung trước á, thì mình cũng đã nói sơ qua về cái việc mà chim bồ câu mà từ khi mà nó còn ở chung với bố mẹ ấy, ở chung bố mẹ đến khi mình tách ra ấy, thì anh em có gì anh em xem lại cái video đó. Thì chế độ ăn dinh dưỡng của nó đã hợp lý rồi. Nhưng mà đây là từ tháng thứ 5 trở đi là chim bồ câu nó bắt đầu vào đẻ luôn. Đẻ là đẻ chắc cú luôn anh em nhé. Thì chế độ ăn như thế nào? Anh em có thể đây là bắp này. Bắp này anh em nhé. Anh em để ý kỹ này. Bắp anh em phải xay vơ như này anh em nhé. Vỡ 5 vỡ 6 ra này anh em này. Chứ anh em không có để nó to quá nhá, hoặc là nguyên hạt thì ăn sẽ không tiêu đâu. Bắp này đi đấy, đây là bắp nhá. Thì còn đây là cám này, đây là cám con cò nhá anh em, đây là cám con cò này anh em thấy này. Đấy, mình sẽ chia sẻ làm sao để với những nguồn thức ăn, thứ nhất là dễ kiếm, cái thứ hai là giá thành của nó hợp lý, nhưng mà chim bồ câu vẫn nhanh đẻ. Chứ mình không có đòi hỏi anh em phải lặn lội đi tìm giống cám này, loại cám kia, loại bắp này, loại cắp kia, hoặc là những cái thức ăn khó tìm. Mình sẽ làm những cái loại thức ăn dễ tìm nhất để cho anh em nuôi làm sao chim bồ câu nhanh đẻ, đạt hiệu quả cao. Thì đấy, anh em sẽ trộn cám với bắp. Và anh em lưu ý thêm một cái nữa, đây là cám thì là cám gì nhá. Cám ở đây mà chạy mình là chuyên về cám con cò C24 anh em. Cám con cò C24 nhá. Còn bắp, nguồn bắp thì anh em phải tìm cái nguồn bắp làm sao người ta không có ngâm hóa chất,
Tại vì nếu mà bắp mà ngâm chất này chất kia thì chim bồ câu ăn nó sẽ bị nấm diều anh em, trướng bồ diều, và con chim bồ câu sẽ bị chết, nên cực kỳ quan trọng. Nhưng nếu mà anh em nó tìm được nguồn bắp tốt và nguồn cám, cám ở đây là cám gà đẻ đó, cám con gò gà đẻ đó, thì loại cám này rất dễ kiếm anh em. Cái địa điểm phân phối chính của nó là ở Đồng Nai ấy. Ở Đồng Nai nhà máy sản xuất cám con cò ấy. Nhưng mà ở khắp Việt Nam mình ở đâu cũng có chi nhánh cám thức ăn, phân phối thức ăn ấy. Nên anh em không phải lo lắng về cái việc mà làm sao để kiếm được cái nguồn cám này. Thì còn bắp thì đương nhiên là ở vùng nông thôn, Việt Nam mình là một nước đi lên từ nông nghiệp mà, thì hầu như là ở đâu cũng dễ kiếm được những cái nguồn như là bắp này, rất dễ kiếm anh em. Còn có một cái nữa anh em hay băn khoăn hỏi mình là có nhất thiết cần phải cho ăn lúa mì hay không, thì hôm nay mình trả lời là nếu mà anh em có cho ăn thì càng tốt, không có thì không sao anh em nhé, không có thì không sao cả. Rồi mình sẽ trộn như thế nào, tỷ lệ như thế nào thì ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Đây mọi người thấy là những cái khay này hầu như tất cả những cái khay này là anh em có thấy này, chim bồ câu ăn rất sạch, còn lại rất ít. Có những cái máng thì nó sạch tưng đây anh em này, có những cái máng đều rất là sạch là nó ăn hết nhá, nó ăn hết luôn đó. Thì mình trộn cám với bắp như thế nào, cái tỷ lệ này cũng cực kỳ quan trọng anh em nhé, cực kỳ quan trọng luôn. Thì hôm nay mình chia sẻ luôn, có nghĩa là 6 phần cám con cò thì anh em bỏ thêm 4 phần bắp. Cái tỷ lệ anh em nhớ kỹ nhé. Nếu mà có lúa mì á, nếu mà có lúa mì thêm á, thì lúa mì thì cám 50, bắp 50 và lúa mì 50, anh em nhớ nhé. Còn nếu mà không có thì anh em cho lúa mì thì anh em nào mà sang tí nữa thì anh em cho nó ăn bằng gạo lứt anh em nhé. Nếu mà không có thì không sao cả. Đây là mình làm video để với những cái nguồn mà anh em dễ kiếm nhất, đó là cám con cò và bắp, ăn vẫn đẻ phèo phèo anh em. Chính những cái trộn tỷ lệ ấy, thì nó sẽ quyết định đến cái việc mà con chim bồ câu của mình ấy, nó có nhanh đẻ hay không đấy. Tại vì nhiều anh em cho ăn lúa này, ăn lúa mà chưa tách chấu á, thì sẽ dẫn đến việc con chim bồ câu nó chết. Nhiều anh em nuôi chim bồ câu nó hay bị chết là vậy anh em. Cái nguồn thức ăn nó không rõ ràng ấy, nên dẫn đến việc con chim bồ câu nó bị chết. Tuyệt đối anh em không cho ăn chấu nhá, không ăn. Và cái chính cái cám con cò này, nó chuyên về gà mà, gà đẻ mà, nó thúc đẩy cái việc cái sự phát triển trong con chim bồ câu á, rất là nhiều. Và con chim bồ câu nó thứ nhất là nhanh lớn này, nhanh đẻ nữa. Nên anh em đặc biệt lưu ý nhá. Cám con cò này thì ở đâu cũng có cả, nhưng mình đã chia sẻ ở đâu có cám con cò này, tại nên anh em dễ kiếm. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cho anh em xem luôn. Anh em thấy không? Đây là những cặp chim bồ câu là đang nuôi con hết rồi. Và nhiều người xem video của mình thì hay chia sẻ với mình là rất thích xem video của trại mình. Thì mình cũng rất là cảm ơn anh em trong một năm vừa qua đã ủng hộ kênh của mình. Mình cũng rất là cố gắng trong cái việc là làm video, truyền tải video làm sao để anh em xem cảm thấy mình có một cái nhận được một cái giá trị thông tin nào đó trong tất cả những cái video của mình. Video này thì mình làm về tỷ lệ trộn cám như thế nào để chim bồ câu sinh đẻ. Video khác thì mình phân biệt trộn mái. Video khác nữa thì mình nói rõ về cái việc chim bồ câu ti đan thái là dòng nào. Thì mình rất hy vọng là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Đây anh em có thể thấy này, đây cho anh em xem luôn. Những cái cặp chim bồ câu mà đang vào đẻ hoặc là đang sang con á, thì anh em có thể thấy này, ở cái máng ăn này đấy, là mình cho ăn nhiều hơn một chút so
so với những con mà chưa đi đẻ. Anh em có thấy bên này không? Hầu như tất cả các máng ăn đều sạch. Tất cả các máng ăn đều sạch bách luôn. Không có máng ăn nào dư. Nhiều anh em thì hay chia sẻ lên Facebook rằng chim mồ câu ăn hay bị vương vãi dưới đất, hao cám, hao bắp. Nhưng anh em có thể thấy là trại mình đâu có chuyện hao cám, hao bắp đâu anh em. Mình cho ăn ở một cái tỷ lệ cực kỳ vừa phải. Thứ nhất, nó sẽ mang lại mình tiết kiệm được nguồn thức ăn cho chim, không rơi vãi. Cái thứ hai, chính những cặp nào đang vào đẻ thì mình sẽ cho nó ăn nhiều hơn một chút. Còn những cặp chưa vào đẻ thì mình cho nó ăn một chút vừa phải. Tại vì nó đang chăm con mà anh em, nên mình chăm cho nó một chút xíu, mình cho nó ăn nhiều hơn một chút xíu. Nhưng mà mình đừng cho ăn nhiều quá nhé. Tại vì con chim bồ câu cái bản tính của nó rất là ham ăn. Mình cho nhiều bao nhiêu hầu như nó cũng ăn. Và là chính như vậy nó tạo một cái là nó bị chướng bồ diều và dẫn đến cái tình trạng là chim bồ câu bị chết anh em. Nếu mà mình không giải quyết được cái tình trạng đó là chim bồ câu nó sẽ bị chết. Còn khi mà con chim bồ câu anh em nuôi ở những cái vùng lạnh ở khu vực phía Bắc mà chim bồ câu nó hay bị khò khè á thì chữa như thế nào, thì mình sẽ làm ở những cái video tiếp theo đảm bảo cái phương thuốc đó là chữa khỏi cho anh em ở những vùng mà quá lạnh phía Bắc. Còn ở khu vực phía Nam mình là không có tình trạng đó nha anh em. Khí hậu ở khu vực phía Nam mình là rất là ôn hòa. Miền Trung cũng vậy, nuôi chim là cực kỳ ok luôn. Còn những chỗ rét thì có một vài năm thì rét đậm rét hại thì mới bị thôi. Còn ở đâu thì nuôi rất ok. Cái dòng chim một công ty Tam Thái Siêu Thị này là nuôi ở cả Việt Nam mình ở đâu cũng rất ok anh em. Đây anh em có thể thấy này, từ cái chế độ trộn thức ăn, tỷ lệ thức ăn cũng như là quăng lại cám hợp lý ở chim ở trại của mình, anh em thấy lúc nào mình làm video lúc nào cũng thấy rất là nhiều chim bồ câu ra ràng, lúc nào trong máy ấp trứng cũng rất nhiều trứng và những cặp đang ấp đang nuôi con, anh em cảm thấy thú vị không? Mình cảm thấy rất thú vị nhé. Hiếm một trại nào quay được một cái video mà nó chất lượng cũng như là hình ảnh ở cái trại sạch sẽ, chất lượng, nuôi chim bài bản. Thì mình cũng rất hy vọng rằng là với cái cách nuôi của mình thì anh em cũng sẽ áp dụng làm sao cho nó hợp lý, tùy thuộc vào cái hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh ở địa phương của mình cũng như là vị trí địa lý của anh em thì anh em sẽ có một cách nuôi hợp lý. Đó. Clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây. Hy vọng rằng là với cái nội dung về tỷ lệ trộn thức ăn cũng như là cho chim bồ câu ăn gì đen đẻ thì anh em sẽ có được những cái thông tin cần thiết cho mình. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người.